Vâng, em chào tất cả các bác nhé. Nay em tiếp tục về thêm một con súp Yamaha SW800 được dưới audio và chơi nhạc, nghe nhạc và karaoke gia đình rất là ưa chuộng và danh tiếng con SW800 này. Tầm tiền thì em nói chắc tiếng bass rất là hay, khá mà có những dòng súp nào mà ăn được em nói. Thì em đang bán những con súp SW800 Yamaha hàng nội địa 100V, giá là 12.500.000. Các bác nào chuyển khoản đủ thì em bớt 200, còn 12.300.000. Hàng là tuyển đẹp xuất sắc nha các bác, hàng màu vàng nha. Đấy. Yamaha SW800 support hay là những chế độ chỉnh vân vân. Loa tuyển và cạnh vách đồ rất là đẹp nha các bác. Này các bác có thể thấy nha. Em que thì rõ ràng, các bác ở xa thì mua hàng khỏi lo. Chủ yếu các bác xem hình thức này các bác thấy ok không? Còn tất cả là bao zin hết cho các bác nha. Tất cả hoạt động nó hoàn hảo hết. Đây cạnh rất đẹp, đây là những cổng tín hiệu vào, đây là phần tản nhiệt của phần công suất, đây là súp điện cho gia đình. Đặc trưng của dòng SW của Yamaha thì tiếng bass nó chắc gọn gàng. Thì nó có những dòng bass 25 như là SW 320 này, 315, 515 thì giá nó ngồi khoảng 8 hoặc là 8.500.000 tùy model và tùy trường lúc hàng về. Thì các bác nào hôm bữa mà hết hàng á, con hồi bữa về cách đây 3-4 ngày á thì có bác gọi hỏi thì hết hàng, thì các bác có xem video thì liên hệ lại em, giá vẫn là 12.500.000 nha các bác, rất là xuất sắc luôn. Đấy, mới về bụi này, bụi trước khi đi em sẽ vệ sinh cho các bác nha. Bát 30 nha các bác, SW800 là nó sở hữu một bát 30 rất là đã, vừa nghi hay vừa trưng bày trong phòng khách của chúng ta, để trong góc hoặc là để trên dưới cái bàn hoặc là cái kệ gì đó cũng rất là ok. Mọi chi tiết mua hàng các bác liên hệ cho em qua hai số điện thoại này: 0978 338 114 nha các bác, chứ không phải là 388 nha. Bữa nay em làm lại cái logo này để thợ nó làm bậy lắm, nó làm rất khó dùng. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo nha.